Tết sum vầy, con cháu quây quần bên nhau. Rồi, chúng ta có anh hai số, anh hai xuống tới. Tuổi ông bà. Chào gái. Tết chim vậy. Kì kì kì, xộn chén ra để thôi nào cháu thôi nè, đứa nào cũng là đẹp trai đẹp gái trai. Thổ địa đây, thổ địa mà. Ủa rồi hai cái sao con tư cầm? Tết sum vầy, Tết sum vầy. Đây là mùng 3 Tết, Tết sum vầy nha. Chị chụp chụp trang đây. Vỗ tay. Rồi. À, đại diện gia đình này xin mời bước ra bên ngoài dùng bữa cơm thân mật. Lẻ xong cho là bỏ. Ôi quá rồi, từ từ nha. Nói vậy là tôi cự à. Tự á, cãi gì đúng quá. Giờ đủ không? Không đủ kéo bàn ra. Kéo bàn ra đi rồi anh bảo nha. Hai ba vô. Em